Hello, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Frame Plus nha. Các em đã có sách giáo khoa chưa nè? Trong video này, cô sẽ cùng các em học Lesson 1 và 2 của Starter Unit ở trang 6 và 7 nha. Nào, let's get started. Activity 1. Read the notes about Lucy's photos. Match the names in the notes with people from 1 to 10 in the photos. Ở bài tập 1 trang 6, chúng ta sẽ đọc ghi chú về ảnh của bạn Lucy và ghép tên trong ghi chú với những người từ hình 1 đến 10. Để làm được bài tập này, các em cần phải biết một số từ vựng về các thành viên trong gia đình nha. Now, let's learn some vocabulary. Nào, chúng ta cùng học phần từ vựng. Father. Father means bố. Mother. Mother means mẹ. Son. Son means con trai. Daughter. Daughter means con gái. Parents. Parents means bố mẹ. Wife. Wife means vợ. Husband. Husband means chồng. Brother. Brother means anh em trai. Sister. Sister means chị em gái. Uncle. Uncle means bác, hoặc là cậu, hoặc là chú, hoặc dượng. Aunt. Aunt means bác gái, hoặc là dì, hoặc là cô, mợ, thím. Nephew. Nephew means cháu trai. Niece. Niece means cháu gái. Grandmother. Grandmother means bà. Grandfather. Grandfather means ông. Grandparents. Grandparents means ông bà. Grandson. Grandson là cháu trai. Granddaughter. Granddaughter means cháu gái. Grandchild. Grandchild là cháu nói chung. Cousin. Cousin means anh chị em họ. Now, let's have a look at the funny family photos from Lucy. Nên chúng ta hãy cùng nhìn vào 10 cái bức ảnh rất là ngộ nghĩnh của gia đình nhà bạn Lucy. Và các em cần phải lưu ý đến những cái ghi chú của bạn ở bên dưới đó để tìm ra được cái tên của nhân vật ở trong ảnh nha. The first photo. How can you know this is Lucy? Các em có thể giải thích được vì sao mình biết đây là bạn Lucy hay không? This is me with my sister Hannah. We are twins. I am the one with the blue hair. Tôi chính là người mà có mái tóc màu xanh. Vậy mái tóc màu xanh chính là bạn Lucy. Và người bên cạnh, dĩ nhiên đó chính là her sister Hannah. Now picture number 2, who's that? Ông ấy là ai? My grandfather Tony isn't very happy. Ông của tôi, Tony, không hài lòng lắm. His new grandson is a bit smelly sometimes. Cháu trai mới của ông đôi khi hơi bị nặng mùi. Vậy ở hình số 2, ông chính là người đeo khẩu trang đó. Thì đó chính là Tony. Now look at picture number 3. Here we have 4 people. So who they are? Ở đây chúng ta thấy tranh có 4 nhân vật. Vậy họ là ai? Uncle Matt, his wife Melanie, and my cousins John, the small one, and John in their new house in London. Chú Matt có vợ là Melanie và các anh em họ của tôi, John là đứa nhỏ và John trong ngôi nhà mới của họ ở London. Vậy ta nhìn lại bức tranh thì cái em bé nhỏ tuổi nhất sẽ tên là John. Cái em họ thứ hai tên là John ngồi ở ngoài cùng phía bên tay phải. Còn cái người áo xanh lá cây thì đó là chú Matt và vợ của chú tên là Melanie. Now let's move to another picture. Chúng ta cùng qua một tranh khác ha. This is my dad Michael and my brother Luke. They aren't crazy. They are Star Wars fans. Đây là bố tôi tên Michael và anh trai tôi tên Luke. Họ không có điên. Họ là những người hâm mộ bộ phim chiến tranh giữa các vì sao. Vậy ta dễ dàng nhận thấy
Cái người đàn ông cao lớn đó là Michael và người trai nhỏ hơn là Luke. And for the last photo, who are they? Còn tranh cuối họ là ai? My older sister is 22 and her husband is Italian. This is her cute baby son, my nephew Nico. Chị gái tôi 20 tuổi và chồng của chị là người Ý. Đây là đứa con trai dễ thương của chị ấy, cháu Nico của tôi. Vậy cái em bé ở tranh cuối cùng đó chính là Nico. And finally, my mom Sally, she's a real star. Và cuối cùng, đó là mẹ của tôi, tên là Sally. Bà ấy là một ngôi sao thật sự. Vậy hình còn lại, hình số 9, đó chính là Sally. Activity 2. Read the test again and match words in blue in the test with 8 opposite words from the box, then listen and check. Chúng ta sẽ đọc lại văn bản và nối các từ có màu xanh trong văn bản với 8 từ đối lập ở trong khung. Sau đó lắng nghe và kiểm tra. Ở đây người ta cho mình một cặp ví dụ nè mấy em. Người ta cho chữ brother nghĩa là anh trai. Thì mình tìm lại ở trên cái bài 1 á, bạn Lucy có nói về sister nghĩa là chị gái. Thì đó là cặp trái nghĩa anh trai, thì đối lập là chị gái. Và bây giờ tương tự ta có aunt là cô hoặc dì hoặc mợ hoặc thím. Child là đứa con. Cousin là anh chị em họ. Daughter là chị em gái. Granddaughter là cháu gái. Grandmother là bà. Mom là mẹ. Nix là cháu gái. Partner là người bạn cùng cặp. Và twin là sinh đôi. Và wife là vợ. Ở đây cho tới 12 từ lận mà trên bài 1 chỉ có 8 từ in màu xanh. Vậy là có dư ra 4 từ nha các em. Starter unit. Vocabulary. Exercise 2. Aunt. Uncle. Brother. Sister. Daughter. Son. Granddaughter. Grandson. Grandmother. Grandfather. Mom. Dad. Niece. Nephew. Wife. Husband. Activity 3. Write names for 1 to 6. Viết tên cho từ 1 đến 6. Ở phần này chúng ta ôn lại cách viết dạng sở hữu. Đối với danh từ ở số ít thì chúng ta sẽ viết cái tên rồi phẩy S và sau đó là danh từ. Cô lấy ví dụ Michael's son nghĩa là con trai của Michael. My grandparents là số nhiều, là ông bà của tôi. Thì nó có S rồi cho nên mình chỉ còn ghi dấu phẩy trên đầu rồi tới danh từ. Ví dụ my grandparents' house nghĩa là cái nhà của ông bà tôi. Lucy's and Hannah's mom, mẹ của Lucy và Hannah. Thì ta chỉ cần ghi phẩy S ở phía sau cái tên gần bên cái danh từ. Number 1, Hannah's mom nghĩa là mẹ của Hannah, tên là Sally. 2, Melanie's husband nghĩa là chồng của Melanie, thì đó tên là Matt. 3, Michael and Sally's son nghĩa là con trai của Michael và Sally, thì đó tên là Luke. 4, John's sister, nghĩa là em gái của John, thì tên là John. 5, Nico's grandfather, nghĩa là ông của Nicole, thì đó là Michael. Nico's aunts, nghĩa là dì của Nicole, thì đó là hai bạn Lucy và Hannah. Chúng ta có một số mẫu câu thông dụng để nói về gia đình. Have you got, nghĩa là bạn có cái gì đó. Trả lời có thì yes, I have. Và nếu không có thì no, I haven't. What's gì đây, name? Thì trả lời X. Cái tên của ai đó là sao đó thì trả lời how old is, nghĩa là bao nhiêu tuổi. Thì nếu đàn ông thì thay bằng his là anh ấy, ông ấy, cậu ấy, chú ấy. Còn đàn bà thì thay bằng she, cô ấy, chị ấy. Where's gì đó from, nghĩa là ai đó đến từ đâu. He's from hoặc là she's from, anh ấy hoặc cô ấy đến từ đâu đó. Activity 4. Ask and answer the questions. Use the key phrases to help you and then
change the words in blue to invent new questions. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng các cái key phrase để giúp bạn hỏi và trả lời các câu hỏi, sau đó thay đổi các từ có màu xanh để tạo ra những câu hỏi mới. 1. Have you got any brothers and sisters? Bạn có anh chị em gì hay không? Thì nếu có thì mình trả lời là yes, I have. Còn không thì no, I haven't. 2. What's your mom's name? Mẹ bạn tên gì? Thì tùy vào ha, mình trả lời là is cộng với tên. 3. How old is your dad? Bố bạn bao nhiêu tuổi? Thì trả lời he's 40, ông 40 tuổi chẳng hạn. 4. Where's your grandfather from? Ông của bạn đến từ đâu? Thì ví dụ he's from Khánh Hòa, ông ấy đến từ Khánh Hòa. And 5. Have you got a cousin? Bạn có anh chị em họ gì hay không? Thì nếu có trả lời yes, I have. Nếu không thì trả lời no, I haven't. Và hỏi tiếp theo là how old is he hoặc là how old is she? Anh ấy hoặc cô ấy bao nhiêu tuổi? Thì tùy trả lời he's hoặc là she's 5, cô ấy anh ấy 5 tuổi. Rồi phần tiếp theo người ta yêu cầu mình thay đổi những chữ màu xanh. Ví dụ câu số 1 nè, have you got any cats and dogs? Bạn có con mèo, con chó nào hay không? Nếu có thì mình trả lời là yes, I have. Còn không thì trả lời no, I haven't. Câu số 2 mình thay thành what's your brother's name? Anh trai của bạn tên là gì? Câu số 3 là how old is your sister? Chị gái bạn bao nhiêu tuổi? Câu số 4, where's your grandmother from? Chúng ta cùng ôn lại các cái dạng của động từ to be. Ở thể khẳng định ta có ai thì dùng am, viết tắt là am. Phủ định là I am not, viết tắt là I'm not. You are, viết tắt là you're, phủ định là you are not hay là you aren't. He is, he's, phủ định là he is not hay là he isn't. She is, she's, phủ định là she is not hay là she isn't. It is, viết tắt là it's, phủ định là it is not, viết tắt là it isn't. We are, we're, phủ định là we are not hay là we aren't. You are, là các bạn đó, you're, phủ định là you are not, viết tắt là you aren't. Và cuối cùng they are, they're, phủ định là they are not, viết tắt là they aren't. Bài tập 1 ở trang số 7, người ta kêu mình là hãy tìm các ví dụ về động từ to be có trong phần ở trang số 6. Và em có thể tìm thấy bao nhiêu ví dụ so sánh với bạn cùng cặp của mình. Thì thứ nhất là ở thể khẳng định thì ta có một số câu, ví dụ my name's Lucy, nghĩa là tên tôi là Lucy. There are some up, this is me, we are twins, I am the one, my older sister is, her husband is Italian, this is her cute baby son, my older sister is 22, this is my dad, they are Star Wars fans, his new grandson is a big, she's a real star. Còn ở negative form, nghĩa là thể phủ định, thì ta có they aren't crazy, họ không có bị điên. My grandfather Tony isn't very happy. Ông nội Tony của tôi thì không được vui. Activity 2. Write two sentences using affirmative and negative form of be. Chúng ta sẽ viết câu đúng bằng cách sử dụng các dạng khẳng định và phủ định của động từ to be. Thì câu số 1. I. Chúng ta có thể viết là I am from Nha Trang hoặc là I am not from Nha Trang. Có nghĩa là tôi đến từ Nha Trang hoặc là tôi không đến từ Nha Trang. Câu số 2, we are in Vietnam. Chúng ta đều ở Việt Nam. Ở câu số 3, thì nếu hôm nay là sáng thứ hai thì mình làm it is. Còn nếu không phải thì mình làm it isn't Monday morning. Câu số 4, mình thấy danh từ làm chủ ngữ. Ở đây là Lucy's photos, là những tấm hình của Lucy ở số nhiều, cho nên mình dùng động từ to be là are funny. Câu số 5, these sentences là những cái câu này. Thì có bạn thì cho rằng nó khó, có bạn cho dễ, nên mình có thể điền are hoặc là aren't. Và câu cuối cùng, I thì am hoặc là I'm not good at photography, nghĩa là tôi giỏi hoặc là không giỏi nhiếp ảnh. Để làm được bài tập 3, chúng ta ôn lại dạng câu hỏi của động từ to be. Thì đối với chủ ngữ I, ta sẽ đưa am ra đầu câu hỏi, am I, sau đó
Còn đối với chủ ngữ you, we, they ở số nhiều thì ta dùng are ra đầu câu. Are you hoặc là are we, are they. Rồi chủ ngữ he, she, it nó ở số ít thì ta đưa chữ is ra đầu câu ha. Is he hoặc là is she hoặc là is it sau đó ha. Activity 3. Complete the questions and answer. Chúng ta sẽ điền vào các câu hỏi và câu trả lời. Ví dụ, are you a Star Wars fan? Bạn có phải là một fan của chiến tranh giữa các vì sao hay không? Thì nếu phải thì trả lời yes I am. Còn nếu không thì no I am not. Now 1. Is blue your favorite color? Có phải màu xanh là màu yêu thích của bạn hay không? Thì trả lời yes it is. No it isn't. 2. Are your friends interested in football? Mình thấy your friends ở số nhiều cho nên phải mượn are. Bạn của bạn thích đá banh không? Thì yes they are và no they aren't. 3. Is your dad a teacher? Bố của bạn là giáo viên hả? Yes he is và no he isn't. Exercise 4. Make new questions. Change the words in blue in exercise 3 and ask your partner. Chúng ta sẽ làm những câu hỏi mới bằng cách thay những từ màu xanh ở trong bài tập 3 và hỏi người bạn cùng cặp của mình. Ví dụ câu số 1, mình thay chữ blue bằng red. Thì ta có câu hỏi là is red your favorite color? Có phải màu đỏ là màu yêu thích của bạn hay không? Câu số 2 là are your friends interested in volleyball? Đổi cái football thành volleyball là môn bóng chuyền đó. Câu số 3 là is your dad a doctor? Bố của bạn là bác sĩ phải không? Chẳng hạn. Bài tập số 5 là chúng ta hoàn thành vào cái bảng với các tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. Exercise 6. Complete the dialogue with the correct subject pronouns, possessive adjective and possessive pronouns. Chúng ta sẽ hoàn thành đoạn hội thoại với đúng đại từ chủ ngữ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu. 2. What's your name? Xin chào, bạn tên gì? I'm Sophie. Tôi là Sophie. Sophie, I'm your teacher. Sophie, tôi là giáo viên của bạn. My name is Watts and these are two of your new classmates. Tôi tên là Watts và đây là hai người bạn học mới của em. Their names are Eva and Rick. Tên của họ là Eva và Rick. Hi, xin chào. Hi Sophie, chào Sophie. Come with us. Đi với chúng tôi đi. You see, bạn thấy đấy. The other classes are on the first floor. Các cái lớp khác đều ở tầng 1. But ours is on the second floor. Lớp của chúng ta lại ở tầng 2. This is your first day, right? Đây là ngày đầu tiên đi học của bạn, phải không? Don't worry about Mr. Watts. Đừng lo lắng về thầy Watts. He's okay. Ông ấy thì ổn. But his wife is our geography teacher. Nhưng vợ của ông thầy này sẽ là cô giáo dạy địa của chúng ta. She's very strict. Cô ấy rất nghiêm khắc. Here we are. Chúng ta đến nơi rồi đây này. Sophie, this is your desk. Sophie, đây là bàn của bạn. Mine is next to yours. Cái bàn của tôi thì kế bên bàn của bạn. We can be best friends. Chúng ta có thể là bạn bè tốt của nhau. Hey, it isn't only yours. Đó không chỉ là bàn của bạn đâu. She can be my best friends too. Cô ấy cũng có thể là bạn của tớ nữa đấy. Thanks so much for being nice to me. Cảm ơn rất nhiều vì đã tốt với tớ nhé. Activity 7. Fill in the blanks with a, on, the or zero article. Chúng ta sẽ điền vào chỗ trống với mạo từ a, on, the hoặc là không điền gì hết. 1. The principal of my school is very friendly. Là hiệu trưởng của trường tôi rất thân thiện. Vậy đây là đã xác định nên ta dùng chữ the. 2. We are going to have an English test tomorrow. Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra môn tiếng Anh vào ngày mai. Cái bài này chưa có xác định và nó bắt đầu bằng nguyên âm E cho nên ta dùng an.
3. Are you interested in physics or English? Đây là các cái môn học thì ta không có dùng mạo từ ở phía trước. 4. Danny wanted a bicycle for his last birthday. Sinh nhật năm ngoái thì Danny muốn có một chiếc xe đạp. 5. It takes Olivia an hour to get to work every day. Olivia mất 1 giờ để đi làm mỗi ngày. Chữ hour mình đọc là âm câm, chữ h đó, cho nên nó bắt đầu bằng nguyên âm. Vậy ta dùng an hour. 6. What's the highest mountain in your country? Ngọn núi nào cao nhất ở đất nước của bạn? Ở đây ta thấy highest đang dùng so sánh nhất thì ta phải dùng chữ the phía trước. Activity 8. Ask and answer the questions about your classroom using article or under or zero article. Hỏi và trả lời các câu hỏi về lớp học của bạn có sử dụng các mạo từ under hoặc zero. Ví dụ, what's that on the wall? Cái gì ở trên tường vậy? Trả lời, it's a clock. Đó là một cái đồng hồ. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nha.